Đờ tử cung là một tình trạng nghiêm trọng có thể xảy ra sau khi sinh con và đe dọa tính mạng của mẹ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Hãy cùng tìm hiểu các thông tin cần thiết liên quan đến tình trạng sức khỏe nguy hiểm này cũng như là cách chữa trị nhé. 1. Đờ tử cung là gì? Đờ tử cung là tình trạng mất trương lực cơ trong tử cung. Trong quá trình chuyển dạ, cơ tử cung sẽ co bóp các mạch máu và làm giảm lưu lượng máu. Điều này đồng thời làm tăng khả năng đông máu và ngăn ngừa xuất huyết. Thế nhưng khi tử cung không co bóp sau khi sinh, bộ phận này sẽ được xem như là bị đờ và tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến băng huyết. Thậm chí theo thống kê, có đến 75-90% các trường hợp xuất huyết sau khi sinh đến từ tình trạng đờ tử cung. 2. Nguyên nhân gây ra đờ tử cung. Có nhiều yếu tố ngăn cản cơ tử cung co bóp sau khi chuyển dạ. Một số nguyên nhân phổ biến nhất bao gồm chuyển dạ kéo dài, chuyển dạ quá nhanh, tử cung bị quá tải, mở rộng quá mức vì thai nhi quá lớn hoặc dư thừa nước ối, sử dụng oxytocin, gây mê toàn thân hoặc các loại thuốc khác khi chuyển dạ, kích thích chuyển dạ bằng thuốc. Bên cạnh đó, bạn cũng có nguy cơ bị đờ tử cung nếu gặp phải các vấn đề như mang đa thai, mẹ bầu trên 35 tuổi, mẹ bầu được chẩn đoán béo phì, đã từng sinh con nhiều lần trước đó, quá trình sinh nở sử dụng kềm hoặc máy hút. 3. Dấu hiệu đờ tử cung sau sinh. Triệu chứng phổ biến nhất và quan trọng nhất của đờ tử cung là bộ phận này trong tình trạng giãn và không co lại dẫu cho em bé đã ra đời. Đây được xem là nguyên nhân chính gây xuất huyết sau khi sinh và đi kèm với những dấu hiệu như chảy máu quá nhiều, không kiểm soát được, hạ huyết áp, tăng nhịp tim, đau đớn, đau lưng. 4. Biện pháp điều trị. Biện pháp điều trị đầu tiên sẽ nhắm đến mục đích cầm máu và bù đắp lượng máu đã mất bằng cách truyền dịch cũng như truyền máu kịp thời nhanh chóng. Bên cạnh đó, các hình thức hỗ trợ giảm nhẹ cũng bao gồm xoa bóp tử cung, thuốc hỗ trợ chẳng hạn như oxytocin, methylgonovin và prostaglandin. Nếu nghiêm trọng, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện phẫu thuật để bùa các mạch máu nếu dùng mọi cách vẫn không cầm máu được. Theo các chuyên gia, khi sinh con tại những cơ sở y tế bị hạn chế về thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe, sản phụ bị đờ tử cung có nguy cơ tử vong do băng huyết sau sinh khá cao. Bên cạnh đó, việc kịp thời chẩn đoán điều trị sẽ giảm thiểu nguy cơ gặp biến chứng cho phụ nữ sau sinh. Tuy rằng hiện nay y học vẫn chưa có biện pháp ngăn ngừa, không để tình trạng này xảy ra. Tuy nhiên, các bác sĩ sản khoa sẽ hỗ trợ bạn hết mức có thể về vấn đề này trong giai đoạn chuyển dạ.